93 chín bọn rồi thì nó ra mắc tiền quá mua không nổi đâu. Nhanh gì đâu. Trăm ghi à. Cái cảnh này giờ nhanh dữ rồi. Khúc này nhanh ghê các bạn. Chính thằng ơi. Kìa. Quá nhanh. Mày quay nó màu nó không đẹp bằng góc hồi nãy các bạn ơi. Đó, bạn thấy nhanh chưa? Trời ơi nhanh dữ rồi. Đi quá, mạng nó bay ngang. Thì gần ngang ngang mà mình biết nó nhanh chậm các bạn. Đây nè. À, đó như vậy đó các bạn. Chứ mình thì thấy nó nhanh dữ lắm nhanh. Không biết các bạn coi lúa đứng nó sẽ nhanh sao á. Con này nó chạy bao nhanh đấy các bạn. Quá nhanh rồi. Thì khu này còn dài đường đó, anh coi khu khác rồi, ông chủ này cũng nhiều đất lắm. Mà không biết nhiêu công. Nhiều khuôn á. Cũng xẹp các bạn ơi. Đẹp cơm cơm mà chạy cũng nhanh lắm. Đây cái hàm ở đây các bạn. Đây chặt con ha. Máy không giống không bự rồi chứ. Máy này còn mạnh đó. Tài xế này cả chừng 30 kg 35 kg các bạn. Tài xế nhẹ nhỏ nó ốm xương với dao à. Ghê chưa. Trời ơi nó quay cua kìa. Má ơi. Mấy cái bơm nó quá mạnh các bạn. Cái bơm Trung Quốc mà nó quá mạnh các bạn ơi. Trời ơi chạy rồi. Ghê thì chứ. Quá trời ghê các bạn. Con này chắc bơm Trung Quốc mà đồ bê tông nó còn đi nó còn bén các bạn. Quá chạy. Máy này lạ lạ lâu có con các bạn. Hiếm hiếm nó mới gặp nó mấy con máy 60 binh gì. Thì các có các anh những anh bạn mà kiểu mình quay máy binh đó. Thì đây máy binh nè. Thì mình cũng phái máy binh lắm, mình không phái máy mới đâu. 93 chín bọn rồi thì nó ra mắc tiền quá mua không nổi đâu. Mua máy bên gì chạy là ok các bạn ơi. Thấy không? Mua về bên dài 1 triệu à, đâu có mất tiền. Anh em mà chơi máy chơi gì là ngon nè. Đó. Đó chạy con nào ở đây. Không biết luôn. Nó chạy đâu con nào đó các bạn ơi. Ôi, ta sẽ dạng qua chạy như quỷ các bạn. Không tin được luôn. Không tin là con máy chạy nhanh vậy luôn các bạn. Mình cũng chưa thấy con 60 này chạy nhanh gì á. Thì các bạn có ai thấy 60 nhanh hơn con máy này thì comment cho mình ha. Mình nói thiệt là mình cũng chưa thấy cái 60 này nhanh gì. Bảo mình cũng quay con 60 mà chạy bơm dân ma. Nói chung nó chạy cũng không nhanh gì đâu. Trăm ghi à. Rồi đang quay đứng trên cái ổ cái lửa nó cắn banh cái giò luôn các bạn. Trời nó đau. Nó xỉu luôn. Rồi tập trung con máy này đi. Thì con này chạy lúa đứng thì chắc nhanh lắm các bạn ơi. Giờ tiếng lửa cắn mình đầu quá. Đây. Đó là sẽ dạt nó chạy gì đó các bạn. Ghê không? Nhanh lắm các bạn ơi, thấy ngoài mình nhìn vô nhìn nguyên cảnh bự ha, thấy nó nhanh lắm đây. Nó nhỏ rồi đi. Ghê chưa? Trời ơi trời. Đang chậm nha, khúc chậm nha. Cua. Ôm vòng cua luôn các bạn ơi. Để gieo gieo các bạn. Quá chạy rồi. Rồi không?
khỏi tôi hứng á, ghê lắm các bạn. Ủa giả dạc nó chạy kinh thiên động địa. Máy này chị quá chứ cù chét các bạn ơi, quá trời mà. Chỉ cái bơm Trung Quốc 2 triệu mấy thôi các bạn, gắn vô đi là còn chạy gì nè. Con máy mưu Trung Quốc đi các bạn, đi mua 2 triệu ngoài, cũ cũ 2 triệu ngoài đó các bạn, gắn vô. Đây anh đang chạy cảnh toàn cảnh mà nhìn anh nó bé nhỏ là anh chạy nhanh lắm các bạn. Còn mà các bạn nhìn bự nguyên chiếc máy thì chạy thấy nó đi chứ, nếu mà nó nhỏ lại các bạn thấy nó đi ghê lắm, thấy không? Cái tốc độ cái máy thì động kinh còn động cơ còn ghim luôn. Máy này chị lâu lắm rồi mà nó còn mới, nó còn hơi, nó còn mạnh quá trời mạnh này. Cái đời này cái đời sống nuôi chữ nhỏ không phải chữ lớn đâu các bạn, mà nó còn ngon lắm. Cái nắp này là đồ này, cái máy này là ghim áo bọng gì rồi còn ghim hết trơn, chưa có hai gì luôn các bạn ơi. Máy này mình biết mà, mình đi mằng với cái máy này cũng mấy vụ các bạn, từ lúc mua tới giờ là cái đồ nó vậy đó. Rồi cái này nó hơi cũ hơn xương chút chứ, nó không phải là nó còn được như lúc mới mua nha. Mà nó chạy còn bên này, chiếc này không binh đồ lên nó chạy nhanh lắm các bạn ơi, nhanh kinh thiên lắm. Đây ngồi gần gần các bạn anh em rồi coi chơi, nó nhanh thì phải nhanh này đó, người ta binh đồ đâu phải nhanh này đó, ghê giờ má ơi chạy kìa. Rồi 93 luôn, bằng tốc độ 93 các bạn ơi, chắc nhanh hơn không chừng, nhanh hơn tốc độ 93, nhanh hơn các bạn ơi. Mình có quay 93 rồi, 93 chạy cũng chưa tới độ này đâu, tại nhân ba cái bơm nó mạnh thiệt nhưng mà cái tốc nó độ nó nặng á, nó chạy chậm. Còn này nó bơm nó nhỏ hơn Yamaha nhưng mà cái máy này nhẹ hơn, dưới đống moly nhỏ các bạn, bởi vì nó chạy nhanh lắm, thì siêu nhanh các bạn kìa. Trời cái này nó quay cái cảnh này nhanh dữ rồi, khúc này nhanh ghê các bạn, thằng ơi kìa, quá nhanh, nhanh quá nguy hiểm luôn, chạy như xe Honda đó các bạn. Trời ơi, rồi nó không có ông cua, chạy vòng vòng luôn rồi thằng này quay. Quá nhanh rồi. Đây tay máy còn ngon lắm nha các bạn, đang đứng góc này quay nó màu nó không đẹp bằng góc hồi nãy các bạn ơi. Đó, bạn thấy nhanh chưa? Trời ơi nhanh dữ rồi, quá rồi kìa, ghê không? Trời, con này là nói là khổ chơi rồi. Trời ơi chạy nhanh kì. Cái bên đơn giản á các bạn ha. Chỉ cái đầu bơm 70 nhẹ cái là dài chữ bạc, vô Trung Quốc thì dài chữ mà không biết còn nhầm người ngon không ngon các bạn. Trời nó bơm vòng luôn kìa. Nó không chịu ve luôn các bạn. Cái bơm thì nó nhẹ dài triệu thôi, cho nó bơm 70 ghê Nhật luôn đi. Thì 7-8 triệu giờ cũng chắc cũng có một cái rồi. Đó, rồi anh em gắn thêm chơi cái moly dài 100 mấy chục ngàn, cái moly 2 tấc 5 đó thì 100 mấy chục ngàn gì đó, rồi xong chạy này dạng đẹp bánh 4 tấc rưỡi nghe, nếu mà gắn 4 bánh tấc vô nhẹ chạy còn dữ nữa. Trời ơi con máy này nó chạy bén. Đây mình đang đứng trên này quay thẳng xuống dưới kia, đang chạy cũng chưa chịu xả giạc nữa, ảnh chạy vòng vòng rồi không biết chừng nào mới chịu xả giạc giữa nữa. Đó, tài xế này ấm nhắc lắm nha các bạn ơi, 3 mấy kg, không ai 38-39 kg gì. Mình nghĩ một thằng đàn ông mà 38-39 kg bị lớn, tại vì ảnh ốm từ nhỏ các bạn chứ không phải mới ốm đây, ốm như là bị sida vậy đó các bạn. Tài xế này nói chung ảnh ốm à, mình biết ảnh lâu lắm rồi, anh chạy khô mà có chừng 20, 21, 22 ai biết đâu, có đó tuổi đó. Đó vừa chạy vừa chơi luôn, máy không có gống ghiếc gì cho các bạn ơi, chỉ đứng như lúa này cũng 18-19 bao đâu phải hắt đâu các bạn, lúa đông sưng mà tất chạy tính chạy nhanh gì mà nó máy nó còn ngon lắm các bạn. Ngon các bạn ơi. Quay heo cũng kẹp luôn các bạn ơi. Đứng lia lẹ chân trời, lúa nó ọc ọc nó xuống mà nó ọc ọc văng ra ngoài luôn. Ghê không, nói chuyện như là trong phim như các bạn. Lúa mà cây xuống bao mà nó đầy mà ọc ọc ra ngoài luôn, ghê không?
bụi ghê quá, nó chạy nó không ấy luôn, nó chỉ tới đó cái nó quay như chạy như xe Honda ôm cua rồi các bạn, không cần mà ve lại như máy cắt bình thường nữa. Rồi xới này nó liền thằng thứ 15 luôn rồi. Lúc đó nó như chữ O các bạn, mới đầu chạy ôm, giờ ôm hoài luôn. Đây, sau những hồi mình chờ đợi đã lâu rồi, giờ anh chịu chạy giữa rồi các bạn ơi, mừng hết sức mừng. Trời ơi, chạy giữa chạy coi cái đã hơn. Nó ảnh chạy nãy giờ, nói chung mình không quay là ảnh là anh hứng không kịp các bạn. Chạy chữa hàm ra là chữa hàm, mình đâu có phá, mình đâu coi đâu có đã đâu. Chạy phải hết hàm coi mới đã các bạn ơi. Chạy chữa hàm ra ai coi. Phải không? Chạy gì phải cho hết hàm, binh phải chơi cho hết. Binh được là phải chạy được, binh nếu binh mà chạy không được thì đừng có binh. Chơi là phải chơi tới nái. Đó, chạy giữa đây các bạn. Các bạn thấy nó chậm gì phải không? Chứ thật sự nó nhanh lắm các bạn ơi. Tại mình quay cảnh xa cái điện thoại mình nó ấy á. Chim nào khố nạn nó bay ngang. Người gần ngang ngang mình biết nó nhanh chậm các bạn. Đây nè. À, đó như vậy đó các bạn, gì là đủ nhanh chưa, đủ ăn tiền chưa, đó ghê không, thì đó kìa, yeah. Chạy lia máy heo muốn xỉu luôn nè. Bao nhanh các bạn, cái máy này chị không tiếng hồ không cắt ha, chạy như mà chạy vào trên đường lộ tiếng hồ có 20 km/h rồi. Tại động cơ nó nhỏ các bạn, rồi chạy lúa nặng nó đi lại chứ chạy không chạy nhanh lắm. Không cắt không bọng gì nó chạy má nhìn không ra luôn nè. Bạn ý nó cắt nó chạy gì nè, rồi nghĩ mà không cắt lúa mà không ấy nó chạy sao. Máy nó không có giống các bạn nghe, không có thử bọng vô ha. Bụi gì nó có một hút bụi rồi. Rồi, nhìn cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.